những điều cần lưu ý trong hành xử. Mọi sự tốt đẹp trên thế gian này cần phải lấy sự phương tiện khéo léo giúp người làm điều trước nhất. Ngày nay, nếu để mắc vào lỗi lầm lại đợi sang năm sau sửa chữa, thật chỉ tiếc rằng thời gian thấm thoát qua nhanh không chờ đợi. Cho nên, hết thảy mọi lời nói việc làm trong ngày đều nên suy xét làm sao để luôn mang lại lợi ích lâu dài cho người sau và phát huy hơn nữa chỗ sáng suốt tốt đẹp của người đi trước. Lấy ví dụ như phương tiện bảo vệ sự sống vốn không giới hạn, chỉ do nơi mỗi người tùy cơ duyên mà tự mình nỗ lực. Trên đường dài, dùng sức lừa sức ngựa, chốn nông thôn, bò kéo trâu cày, nên chú tâm đến sự lao nhọc của chúng mà giữ cho vừa phải. Cũng như cần lưu tâm đến sự nóng bức hay rét lạnh, đói khát của chúng. Cá tôm nhảy lên khỏi nước, kẻ si mê trông thấy liền nghĩ ngay đến việc giăng lưới bắt lấy. Người có đức hiếu sinh, ắt phải nghĩ cách sao cho chúng được trở lại trong nước, lại xem như vừa cứu được người thân của mình thoát nạn. Phải giấu kỹ, không để cho người khác biết, vì sợ rằng họ tìm cách bắt lại. Nếu gặp người muốn lưới bắt chim, cũng phải tìm cách cứu vớt như vậy. Vào mùa thu, ruộng đất khô kiệt, chỉ còn những chỗ vũng sâu đọng lại đôi chút nước. Cá tôm tụ lại trong đó nhiều không kể xiết, thảy đều đợi chết khi nước kiệt. Nhìn thấy tình cảnh khốn cùng của chúng, nên cố sức cứu vớt hoặc bỏ tiền thuê người cứu vớt, mang chúng đến những nơi có nước, chính là việc làm tu tích phước đức. Mỗi khi ra khỏi nhà, tốt nhất là nên dự trù mang theo một cái gáo nhỏ, để khi gặp thì có thể vớt lấy tôm cá trong vũng nhỏ. Ven bờ sông, nếu nhìn thấy những con ốc có thể đưa tay xuống bắt dễ dàng, thì nên vớt lấy, ném ra giữa dòng, để tránh cho chúng khỏi bị người khác bắt. Vào mùa nắng nóng, sau mỗi cơn mưa, nếu thấy trong sân có nước đọng, phải lập tức làm khô ngay để tránh sinh trùng trong đó. Trong những tháng mùa hè, bùn đọng dưới ngòi rãnh có vô số trùng nhỏ tụ tập trong đó. Một khi trải qua nắng nóng, đều phải chết thảm, không đường tránh né, nên tìm cách che chắn. Vào mùa hè, khi mang phơi những món có trùng mọt, nên bắt đầu mang ra phơi từ sáng sớm, để khi nắng nóng lên dần dần thì trùng mọt có thể tìm đường thoát ra. Khi vứt bỏ những đồ vật đã hư thối, nên vứt ở nơi không có ánh nắng chiếu vào. Vào mùa hè, tổ chức ăn uống ban đêm thì có rất nhiều bướm đêm thiêu thân sẽ bay vào ngọn đèn mà chết. Vì thế, nếu mở tiệc, nên bắt đầu từ sau trưa và chấm dứt trước khi trời tối. Sau mỗi bữa tiệc, những thức ăn rơi rớt trên mặt đất thường sẽ hấp dẫn bầy kiến tìm đến. Vì thế, khi bày tiệc, nên chuẩn bị sẵn vật chứa thức ăn thừa để cho tất cả vào đó. Nếu không, ngay sau khi khách vừa ra về, phải lập tức quét dọn sạch sẽ mặt đất, tuyệt đối không để qua đêm. Trong mùa hè, khi dùng các loại trái cây, những thứ mà vỏ và hạt có vị ngọt đều không nên vứt bừa bãi trên đất. Vào mùa nắng nóng, khi ướp cá thịt, phải đủ lượng muối. Khi chế biến thịt khô có ướp rượu, nên dùng loại rượu có độ cồn cao. Khi thu thập giấy vụn để đốt đi, trước tiên phải xem kỹ trong đó có trùng kiến hay không và làm sạch đi trước khi đốt. Khi đi đường, thấy kiến tụ tập trên đường, nên chỉ cho người khác thấy, để khỏi dẫm đạp. Nếu muốn bỏ thức ăn cho chúng, nên chọn chỗ vắng vẻ, không ngăn trở người đi đường. Trong sân nhà phát hiện có nhện giăng lưới, không nên dùng tay phá đi. Người thật sự có đức hiếu sinh, khi thấy trong mùng người khác có muỗi đã cắn no máu, thì tự mình lặng lẽ đến xua nó, thoát đi nơi khác. Người có đức hiếu sinh, tự mình tuy không làm tổn hại vật mạng, nhưng một mai khi đã qua đời cũng không thể biết chắc con cháu sau này có làm theo như mình hay không. Vì thế, người tu tập hướng thiện thì khi tuổi cao sức yếu, nên chuẩn bị di chúc để lại, dặn dò con cháu về sau phải giữ giới, không giết hại, tu tập tâm từ, vĩnh viễn không được cúng tế bằng các món cá thịt.
Namo Amida Phật.